Các em tập trung này. Căn bậc 3 của một số A. Các em chú ý cho thầy định nghĩa nhé. Căn bậc 3 của một số A là một số x sao cho x mũ 3 bằng A. Đây, thầy lấy ví dụ thế này. Thầy lấy ví dụ cho các em nhìn nhé. Ví dụ căn bậc 3 của 8 là 2. Vì 2 mũ 3 có thể bằng 8. Em hiểu thế nào? Đó, hiểu chưa? Hay là lấy ví dụ này. Căn bậc 3 của 27 là bao nhiêu em nhỉ? Là 3. Vì sao các em nhỉ? 3 mũ 3 bằng 27. Đó. Vậy là căn bậc 3 của A là một x. Đây này. Sao cho x mũ 3 bằng A. Ví dụ đây thì có căn bậc 3 của 8 là 2. Vì 2 mũ 3 có thể bằng 8. Ok chưa nào các em? Và các em một số chú ý sau đây các em cần lưu ý cho thầy này. Thứ nhất này, mỗi số A đều có duy nhất một căn bậc 3. Cái này em nhớ cho thầy nó có một chút khác với căn bậc 2. Các em nhớ nhá. Mỗi một số A có duy nhất một căn bậc 3. Thứ hai này, từ định nghĩa căn bậc 3 ta có, tức là căn bậc 3 của A mũ 3. Căn bậc 3 của A mũ 3 thì bằng căn bậc 3 của A mũ 3 và bằng A.